mình lại gặp nhau nữa rồi. Các bạn ơi, hôm nay mình lại có một bạn mới tên là Đinh Phương Lan. Còn đây là một món đồ chơi của anh mình. Có trò chơi rút gỗ. Giới thiệu cả anh mình luôn chứ. Biết rồi. Các bạn biết rồi. Mở ra xem có gì không. Wow, đồ chơi rút gỗ đẹp ghê. Trò chơi cú ạ. Anh ơi, quay đi. Trò chơi mới. Trò chơi mới vừa nãy anh thảo ra. Nào, nhấc lên. Giỏi quá nha. Sao hai cái này đã bị thế? Rồi. Bây giờ rút thế nào đây? Rồi, sắc xem ai được số bao nhiêu. Rồi để anh sắc trước mà mẫu nha. Anh xem ai sắc trước. Không, anh sắc là mẫu. Lấy em lấy một anh sắp được 1 với 3, 1 cộng 3 bằng 4 bằng 8. 18 cộng 5 13 đúng không? Thì anh rút số 13. Số 13 chỗ này. Số 13. Đây số 13 ở dưới cùng đấy đúng không? Số 13 đây. Đấy là số 31 em ơi. 13 đây, dưới cùng đấy rồi. Được giữ nhá. Đây, rút số 13. Hiểu. Ai mà làm đổ là thua hay sao? Vâng, ai làm đổ thua. Được rồi. Rồi, anh Bi rút rồi, đến lượt Tuyết Nhị. Rồi, đẹp, đi này, sau đi. Đến lượt TT. Rồi, thả xuống. Nhưng tớ đâu có biết cho mình đếm cái đi. Sao nó hết. 2 cộng 5 bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8, 8 cộng 5 bằng 13. 13 rút rồi. 13 anh rút rồi, vậy TT sắc lại. Sắc lại đi. Kể nhá, không dễ nhắc nha, ai suốt được bao nhiêu phải cộng đấy nha. 1 cộng 2 bằng 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 6 4 mẹo. Đi từ từ rồi, mẹo là 4 cộng 6 bằng 10. Rồi, rút đi. Rút đi. Mẹo là con mèo. Thế này, thứ 10 này, thứ 10 bên anh này, thế này. Thôi, rút đi. Ai mà làm đồ là thua đấy. Được chơi giữ nhá. 10 này, đấy, rút ra. Được giữ cả khung. Thả ra, nếu mà đổ là đổ rồi. Ê, mèo không được, đi vào đây. Mèo mà làm đồ là mèo thua đấy. Đau. Mèo. Đi làm đấy. Rồi, đến rồi. Thôi, được canh cho. Đợi mèo đi, đợi mèo đi. Nó khai tay rồi. Đến lượt sợ của cậu sắc đây. Nó khai tay của người ta rồi, cậu sắc đi. Không ạ. Đưa đây. Đưa đây cái mèo ngu ngốc. Đưa đây con mèo ngu ngốc nhá. Đây, bà Lan cộng này đi. 6 cộng 1 bằng 7. 7 cộng 6. 9. À này. 7 cộng 9 là 9 này nè. Mẹ cộng 7 cộng 9 bằng 16. Này. Cái này bà Loan cộng 7 cộng 9 bằng 16. 16 thì cái mà cái hộp này em chơi nha. 16 cộng 4 bằng 20. Rồi rút đi. Đây hai số 20 này rút đi. Đây đi. Để anh chậm lại cho nó. Mèo cào ngu quá. Anh ơi, anh lấy con số 10 hộ em đang bế mèo ra cho mèo chơi cái hộp kia kìa. Em chơi không? Đồ là thua đấy. Đồ là thua. Wow, không việc gì. Yeah. Đến anh. Này số 10 của tin này. Đây là ăn đi. Còn cái này em đưa đi. Ha quen. 5 năm 10 10 6 16 16 cộng 4 là 20. Ồ, sạc lại. Và nút số 20. 1 cộng 2 3 3 3 6 6 cộng 5 11 số 11. 1 ở đâu? À, đây này. 17. Đồ vô nhẹ rồi nhờ. Mai có không bị sao? Có nguy cơ sắp đổ, có nguy
Đấy là em. Sắp đổ rồi. Tìm giúp thì đổ luôn. Ai sắp đổ người đấy bị cùng ta nha. Hai cộng một bằng ba. Ba cộng với bốn. Ba cộng bốn. Bốn cộng ba bằng bảy. À, bảy cộng hai bằng chín. Đây, bằng số chín đây, quá dễ. Nãy mình thấy này. Hôm nay lại bị đổ đó. Rồi thả ra xem nó đổ. Thả ra. À, rồi loạt rồi. Trời ơi. Là nào. Còn chắc chết luôn rồi bạn ơi. Đâu cần đổ. Một cộng ba bằng một cộng ba bằng bốn. Mười bốn cộng một bằng năm. Năm cộng em sẽ từng đây bằng 14. Cũng sai rồi Loan ơi. Ờ, nhưng mà được rồi, 14 cũng được. Đâu Loan, cộng sai phải cộng như đúng không? Một cộng ba bằng một cộng ba bằng bốn. 4 cộng 1 bằng 5. 4 cộng 1 bằng 1. À đúng rồi, đúng rồi. 5 cộng 9 thì phải bằng 14, đúng rồi. Thôi rồi, bảo Loan ơi, 14 quả này gay rồi. Ôi trời ơi, 14 quả này gay rồi. Loan rút đi, Loan rút đi gay rồi. Loan rút đi, tèo tèo. Ôi, wow. Đừng số 4. Rồi anh mà ăn giúp về số 4 là xong luôn. Mày không số 4. 4 cộng 6 là 10. 10 cộng 2 là 12. 14. Ai chảy máu rồi, mèo cắn tay. Kệ ông xong. Mẹ phải là hư. 2 cộng 2 là 4. 4 cộng 6 là 4 cộng 6 là 10. Chảy cả máu vẫn là bỏ cắn. Hư. Là số 19. 19 rút rồi. 19 đang rút đâu? 4, 9 cộng 1 đồng 10 là số 10, vẫn là số 19. 4 cộng 6 là 10, 10 cộng 10 cộng 1 là 13. Số 13 rút rồi. Số 20 rồi. Đây, của Lan đây này. Ở đây số của anh mà. À, Lan rút số 20 nữa à, cơ rồi. Mà 3 cộng 1 bằng 4. À, ý, đau quá. 4, 4, 8. 8 cộng 5, 6 là bằng 14. Mày bốn mất nút rồi. Chịu thẳng. Năm cộng bốn. Cái hộp kia đâu? Hai mười bảy. Hộp kia chị đưa cho em đâu? Mười bảy. Số mười bảy đâu? Mười bảy. Ê đây. Dạ. Số mười bảy ngay trên đầu. Dạ. Số mười bảy ngay trên đầu tiên rồi. Được. Yeah, đẹp quá. Ủa số xong tí rồi. Ôi tí xác định rồi. Trời ơi. Không biết là tiếp như thế ra cơ sở mấy nữa. Chắc là bây giờ. Tí thua rồi nè. 3 cộng 4 bằng 7. 7 cộng thêm 4 bằng 11. 11 cộng 1 bằng 12. Ôi tôi ra người đi rút cái số 12 từ đây đến đây. Ôi ôi trời ơi. Căng rồi. Căng rồi. Trời ơi. Căng. Chúng nó đánh nhau to rồi. Chạy nhanh đi mách cô thôi. Quả này thì đổ rồi. Ta đi thử rút xem ở đây có đổ không. Ôi trời, đổ hết rồi. Đổ hết rồi. Ôi xong. Ôi bị búng tay. Rồi búng tay. Rồi Loan búng tay đi đi. Rồi thôi. Đứng dậy chào các bạn đi. Ok rồi. Đã chơi xong. Thôi tạm biệt các bạn đi. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Rồi. Các bạn cùng đưa tay lên chào nào. Bye bye. Bye bye. Ôi, rồi. Rồi.